Kết quả giải trình tự gen chủng virus gây Covid-19 tại các vùng dịch mới ở Hà Nam, Hưng Yên, Vĩnh Phúc cho thấy, bệnh nhân Vĩnh Phúc mắc chủng biến thể Ấn Độ, tương tự các chuyên gia Ấn Độ nhập cảnh hôm ngày 18 tháng 4, khu vực còn lại mắc chủng Anh. Theo đó, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã lấy mẫu ở những bệnh nhân mắc Covid-19 tại Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hưng Yên, Hà Tĩnh làm xét nghiệm giải trình tự gen giúp xác định nguồn gốc virus gây bệnh. Tại Vĩnh Phúc đã lấy 3 mẫu của 3 bệnh nhân mắc Covid-19 là nhân viên quán bar Sunny cho kết quả thuộc chủng B.1.617.2 là biến thể xuất hiện lần đầu tại Ấn Độ. Chủng virus biến thể Ấn Độ được cho là có biến thể kép, vừa có đặc tính của chủng xuất phát từ Anh là lây lan nhanh hơn, vừa có dấu hiệu của chủng biến thể Nam Phi là làm giảm hiệu quả của vaccine. Trước đó hôm ngày 18 tháng 4, có đoàn chuyên gia Ấn Độ nhập cảnh và cách ly tại khách sạn Như Nguyệt 2 ở Yên Bái, bốn chuyên gia trong đoàn và một lễ tân khách sạn Như Nguyệt 2 có kết quả dương tính COVID-19, nhân viên lễ tân lây từ chuyên gia Ấn Độ. Tại Hà Nam lấy 6 mẫu, Hưng Yên lấy 2 mẫu, Hà Tĩnh lấy 2 mẫu, hai bệnh nhân mắc COVID-19 từ Lào sang Việt Nam qua đường bộ đều cho kết quả virus thuộc chủng B.1.1.7 là biến thể xuất hiện lần đầu tại Anh.